Một sản phẩm motor cửa tự động AD112 dành cho cửa kín, cửa nhôm lùa đến từ nhà HomeKit. Sử dụng động cơ không chổi than, có công suất lên đến 60W, giúp tiết kiệm điện năng và giảm tiếng ồn. Sử dụng máng nhôm lắp inox 2-in-1 có độ dài lên đến 5mm, giúp chịu được trọng tải của cửa lên đến 130kg. Tốc độ mở cửa tối đa lên đến 450mm/s. Thời gian mở cửa có thể từ 1 đến 10 giây. Sử dụng điện sát chiều từ 110 đến 245V. Motor cổng tự động AD112 được thiết kế dành riêng cho cửa kính, cửa nhôm lùa, một kính hoặc hai kính thông dụng với hai tính năng cơ bản. Đầu tiên, tính năng đóng mở cửa bằng cảm biến chuyển động, phù hợp cho những nhu cầu ra vào thường xuyên. Thứ hai, tính năng đóng mở cửa bằng remote, phù hợp để điều khiển tự động từ xa. Ngoài những tính năng mở cửa cơ bản, HomeKit đã phát triển thêm những tính năng đóng mở cửa nâng cao khi kết hợp với dòng kiểm soát ra vào, phù hợp cho mọi nhu cầu của quý khách hàng. Tính năng đóng mở cửa bằng cảm biến nhận diện gương mặt, cảm biến vân tay, cảm biến thẻ từ và mật mã. Đóng mở cửa bằng cảm biến không chạm, mở cửa từ xa bằng ứng dụng điện thoại, bằng cách sử dụng mã QR tạm thời. Và đó là những tính năng của dòng sản phẩm motor cổng tự động AD112 đến từ nhà HomeKit. Và nếu như quý khách hàng đang quan tâm đến dòng motor cổng tự động AD112 hoặc những dòng sản phẩm khác của HomeKit, có thể liên hệ vào số hotline ở cuối video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Dịch vụ lắp đặt tận nơi miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 30 tỉnh thành khác. Sản phẩm có phiếu bảo hành chính hãng lên đến 12 tháng và có thể tra cứu thông tin bảo hành thông qua ứng dụng điện thoại. Hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng hoặc HD Saison. Công ty đạt chứng nhận ISO 9001:2015. Liên hệ ngay đến số hotline hiển thị trên màn hình để sở hữu những sản phẩm đến từ nhà HomeKit nhé.